Vâng, xin kính chào anh Phan Tú Em ở Đồng Tháp và xin kính chào tất cả bạn. Hôm nay bên em sẽ test một cái mạch khuếch đại Clark D 2000W 2 kênh kèm nguồn dành cho anh nhé. Thì sản phẩm này bên em đang cung cấp với giá là 1.800.000 một sản phẩm như thế này. Nó sẽ không đi kèm quạt tản nhiệt. Cái quạt tản nhiệt này thì em sẽ kết nối vào để em test hàng luôn cho anh thôi. Ok, và nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này, các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể truy cập vào Sendo, Shopee và Lazada. Các bạn đặt hàng và tìm kiếm shop của bên mình là linh kiện 789 nhé. Cái nguồn nhạc hôm nay em sẽ test là bài này. Em sẽ test từng cây loa cho anh nhé. Ok, thì sản phẩm của anh hoạt động rất là tốt, không vấn đề gì. Em sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm để hàng cho anh. Đây là cái dấu ký hiệu trên sản phẩm của anh. Và rất cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những sản phẩm tiếp theo.